thực hiện trích đoạn nghi lễ cấp sắc của người Dao Đầu Bằng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Mời quý vị cùng theo dõi. Lễ cấp sắc hay còn gọi là lễ tủ cải của người Dao Đầu Bằng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu thường được tổ chức vào những tháng đầu năm mới. Đây là một nghi lễ quan trọng trong cuộc đời người đàn ông. Người Dao nơi đây quan niệm chỉ khi được sắc phong, người con trai mới được coi là người trưởng thành, có thể tham gia gánh vác công việc gia đình, cộng đồng. Khi chết, hồn mới được đoàn tụ với tổ tiên. Lễ vật trong lễ cấp sắc gồm có 3 con gà, 20 quả trứng, 3 chén rượu, 1 bát gạo, 1 cái ô, 3 lá cờ, 1 tấu sớ, 1 quyển kinh, nến, hương và con dao làm lý. Thầy cúng tam thanh thực hiện nghi thức cúng bái, lấy gạo, rót rượu và khấn. Hỡi tổ nghề tổ nghiệp, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình gia chủ mời các ngài về đây cùng ngự trên bàn lễ. Làm lễ cấp sắc cho con trai, xin dâng lên các ngài con gà, bát hương, rượu, gạo, mời các ngài nhận lấy, mong các ngài che chở, phù hộ để nghi lễ hôm nay được diễn ra thành công. Nhiều ai tẩm nhuồn, giao ai tẩm tanh để tí tanh giang chậm nhất, mày làm được phú nào khoái để tí tanh giang chậm nhất nằm nhòm thân chậu đây lồ đây mình. Chẳng có tuyên bu bàn tập tao, chỉ tao thì bỏng chẳng ngăn, chẳng ngăn bỏng cũng vòng bàn tan, trong vòng người. Như vậy, sẵn nhuận để tí xa lại tâm nhuận tất cuốn, để tí tập tánh cái đau nó còn chẳng, chứ vậy chẳng ngu hoài đủ lùi hình tiêu, đủ nhận tổ, đủ tay tay ngàm phảnh suýt giang. Chẳng cái tất bù chẳng miền, nhìn kéo tất bù lùi hình quê, cũng với tất bù lùi nhờ đồng đàn, tiên tất bù tay tất bù lùi phạm nhiên. Tôi đọc tất bù kéo ai tất bù nhờ gần thứ gian để tí, cái tay tay, cái sẵn sẵn, cái đau, đau, lòng với tí, cắt giang miếng liền, mày đèn tự phú nọc quấy, tanh giang, chẳng nhuận nằm dòng tăng chào đây rồi đây mình. Thành dầu giang thì lâu giang tí giang tí duyên từ cỏ rào chú bàn mới giang do các giang hàng chẳng đong nào trong cỏ giang nhất xin chấp tay kiểm lưu rồi bàn tay đồng nhập tiếp cọc giang dầu táo tí lâu táo tí táo tí duyên từ cỏ rào các cẩm kiểm bay tí hiện tay chấm giá chán nhi chán tạm chán tí chán ngô chán lọc chán tắt chán phạt chán kéo đọc đập giá tâm nhi chán táo giang của đôi giang khuyên bò trong vòng nọc quấy tay giang kiểm nhất nằm nhòm tan chảo đây rồi đây mình. Quan biên sau đó ba thầy sẽ cùng nhau so đèn đọc kinh đi ba vòng trước bàn thờ gia tiên với ngụ ý là cầu mong hôm nay ở gia đình gia chủ chúng con chọn được ngày lành tháng tốt để làm lễ cho con trai trong gia đình gia chủ, cầu mong các thầy ở bốn phương đông tây nam bắc phù hộ cho người thụ lễ mạnh khỏe. Mời các ông tổ nghề chấn giám cho nghi lễ này. Tại giang tranh nhân tàu sút cứu chuối văn bì chú niệm nhi niệm pháp niệm giang a tảnh a mi tì ban a duy tì tải a trách tì vong a tay on diệu a suy yôn văn bì niệm nhi niệm tam niệm giang a ya thầy Tam Nguyên làm động tác cầm chuông múa trước đàn lễ với ngụ ý cầu mong các ông tổ phù hộ cho lễ cấp sắc được diễn ra thuận lợi. Thank you.
ơi có gì lỗi phụ ta ta thầy cúng và hầu lễ sẽ di chuyển hai vòng trước bàn lễ với mời các tổ nghi và các vị thần linh cùng những người đi làm lễ đến ngụ đài để chứng giám phù hộ cho lễ cấp sắc được diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng ti à đi minh à đăng ca à nhà yêu hồi yêu ra lu ra đoàn sẽ thực hiện nghi lễ đi ba vòng một chiều kim đồng hồ. Ba thầy đọc kinh đi với ý nghĩa giải trừ cái xấu cái ác. Ba lá cờ tượng trưng cho ba con rết. Các thiên binh thiên tướng lấy sao chặn đường các thầy. Các thầy đứng đưa hoa phải đồng lệ quý cho các thiên binh thiên tướng. Lúc đó các thiên binh thiên tướng mới khai quang thông đường đến ngụ đài cho các thầy. Theo quan niệm của dân tộc Sao đời bằng, quãng đường đến ngụ đài luôn ẩn chứa những khó khăn nguy hiểm. Giải vải đỏ được tối với người tùng và người tụ lễ tượng trưng cho dây rốn giữa mẹ và thai nhi. Người tụ lễ từ nhà ra đến ngụ đài được che một chiếc ô màu đen không cho ánh nắng mặt trời chiếu vào, với ngụ ý đứa trẻ chưa chào đời. Cậu đầu bà nhau hâu hoa hồng hồng dài đi cản nhà yêu hồ dối ta bồn nắp nắp dài dòng phí o cháu tổng dắp dài quanh bồ hồi nhà yêu hồ. Ôi à, hâu dành điều tê chẳng hát gì đời hồ cháu bị ra ngoằn san nhà yêu hồi. Thầy cúng tam nguyên lấy cành cây xanh quét các bậc cầu thang và trên mặt ngụ đài. Thầy cầm chuông múa trên ngụ đài với ngụ ý là gạt bỏ cái xấu, cái bẩn, cái ô uế, cái ác để không làm hại đến các thầy và người thụ lễ. Tỷ ký cha giang tam thanh ngộ lao đạo, ngộ đái lòng lòng. Tiêu 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 tiêu
Trước khi người thụ lễ lên ngụ đài, thầy cúng tam thanh dùng con dấu đặt vào các vị trí trên cơ thể người thụ lễ, tượng trưng cho quá trình hoàn thiện của thai nhi đã hoàn tất. Sau đó, thầy cúng dẫn đệ tử lên đài và dùng lệnh bài đánh dấu ở 5 vị trí trên mặt ngụ đài theo lời dẫn để xác định mốc giới Đông, Tây, Nam, Bắc cho quá trình rơi đài với ý nghĩa cầu mong các tổ nghề bảo vệ cho ngụ đài luôn vững chắc để người thụ lễ thực hiện nghi thức rơi đài thành công. Trong cả tổng cục, tám yôn yôn ngộ lùi yôn chanh nhất đang có nhân suy chắn nam phủ tám nhân nhân quỷ đề dồn trang nhất mà có nhân suy chắn ba tài phủ tám nhân nhân quỷ đề dồn trang nhất dịu quản dịu có nhân suy tranh bá chăn tại ba phủ tám nhân nhân quỷ đề dồn trang nhất ngồi ngoài ngõ đào chắn bá chóng nhang. Thầy đi sang dưới ngụ đài có ý nghĩa tiến trừ tai ương, dịch bệnh, oan gia nghiệp chướng rời khỏi đứa trẻ. Nghi thức này thực hiện bằng việc hai thầy cúng thông qua các động tác tái hiện việc tìm kiếm các con thú. Những vật xấu đang bám trên ngụ đài, thầy cúng cầm lệnh bài gạt vào cột ngụ đài để tìm kiếm dấu vết. Sau khi phát hiện ra con thú, người thầy giả vờ bắt con thú bằng cách ngắm nhìn bên trái, bên phải và dùng niệm trong miệng làm tiếng súng. Trên ngụ đài, người thủ lễ sau khi nghe tiếng súng thì thả một con vật rơi xuống phía dưới mặt đất. Khi chiếc võng bằng dây sắt sắn được mang ra, thì các thầy giải ba chiếc chăn lên chiếc võng đó. Thầy cúng thực hiện nghi thức giải trừ những cái xấu, cái không tốt ở dưới lấy võng. Đi người! Khi nghe thấy tiếng hô của thầy cúng, người thụ lễ sẽ từ từ nhấc tay và ngửa về phía sau rồi rơi một cách tự nhiên xuống võng. Ở phía dưới trong sự hồi hộp ngóng chờ của tất cả mọi người, thầy cúng tam thanh cắt sợi dây võng và mở chăn tượng trưng cho quá trình sinh nở đã hoàn thành. Lúc đó, thầy cúng kiểm tra tư thế của người thụ lễ sau khi rơi đài. Nếu như người thụ lễ ở tư thế nằm bó gối, thân hình tròn chỉnh, không buông tay thì nghi thức rơi đài mới gọi là thành công. Thank you.
Sau đó, thầy cúng bón bánh, sữa cho người thụ lễ, tượng trưng cho giọt sữa đầu đời của mẹ nuôi con. Trong niềm vui hạnh phúc đó, cha mẹ người thụ lễ rót rượu tạ ơn các thầy, mọi người nâng những chén rượu phấn khởi chúc mừng người thanh niên mới. Từ giây phút này, người con trai trải qua thử thách đã chính thức trở thành người đàn ông, có thể gánh vác tên to việc lớn trong gia đình và cộng đồng. Đó là niềm vui, vinh dự và tự hào to lớn của bản thân người làm lễ, gia đình và cả cộng đồng. Thưa quý vị, lễ cấp sắc đối với người Dao đầu bằng ở xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu không chỉ là nghi lễ quan trọng trong đời sống tâm linh mà còn chứa đựng bản sắc văn hóa của dân tộc. Lễ cấp sắc còn mang ý nghĩa giáo dục về truyền thống, giúp con người nhận thức đúng đắn về nhân cách, đạo đức, trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Với những ý nghĩa trên, nghi lễ này cần được bảo tồn và gìn giữ lâu bền trong hiện tại và tương lai. Phần thi trích đoạn nghi lễ cấp sắc của người dân tộc Dao đầu bằng xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn.